Ở câu 3 này thì cho dạng toán khai triển Maurang đến cấp 1 của hàm số với phần dư dạng piano. Và ở đây các bạn có thể chú ý là bài toán chỉ yêu cầu khai triển cấp 1 nên là đối với bài này thì đây là một bài rất là dễ. Và để khai triển Maurang của hàm số đến cấp 1 hàm số fx với phần dư dạng piano thì chúng ta sẽ có khai triển Maurang, nó có dạng như sau: fx loại bằng f của 0 cộng f phẩy của 0 chia cho 1 giai thừa và nhân x không cộng với cả ox. Như này để khai triển Maurang của hàm số này chúng ta phải tính được cái f của 0 và tính f phẩy của 0. Để làm điều đó thì chúng ta sẽ có được f của 0. F0 thì lúc này chúng ta thấy đơn giản thì lúc này nó chính bằng là 2 m cộng với 5 sin bình của 0. Mà tất cả mũ 3 nhân 0 mà cộng 1 thì kết quả cuối cùng nó bằng 2. Tiếp theo lại có nữa là f phẩy. Để tính f phẩy của 0 thì bây giờ hàm số là hàm fx trên gx. Mà cả cơ số và lũy thừa đều có chứa x nên là chúng ta sẽ đi biến đổi hàm số này hoặc là ta sử dụng phương pháp logic hóa để chúng ta giải quyết bài toán này. Ở đây thì anh sẽ đi làm theo phương pháp lấy e lên. Chúng ta có fx lúc này thì em biểu diễn dạng e thì nó sẽ có dạng e mũ len của 2 m cộng lên 5 sin bình x. Chúng ta mũ tiếp lên 3 x cộng 1 nữa thì chúng ta sẽ thu được là chúng ta thu được hàm số cuối cùng là e mũ 3 x cộng 1 mở nhân với cả len của 2 m cộng 15 sin bình x. Từ đây chúng ta sẽ đi đạo hàm cấp 1 của hàm số này. Khi đó f x lúc này nó sẽ bằng là em u thì đạo hàm thì bằng u phẩy nhân em u. U phẩy lúc này nó sẽ bằng 3 nhân với len của 2 cộng với 5 sin bình x. Sau đó chúng ta cộng thêm u nhân v phẩy thì lúc này nó là 3 x cộng 1 mà nhân với cả 3 x cộng 1 mà chúng ta nhân với cả đạo hàm này thì len u đạo hàm thì bằng u phẩy trên u. Với đó chúng ta thu được 10 nhân với cả sin x cos x mà tất cả chia cho 2 cộng 15 sin bình x. Và ta nhân em u nữa và em u thì nó chính là em u 3 x cộng 1 mà tất cả nhân với cả len của 2 cộng 5 sin bình x. Thì bây giờ chúng ta tính f phẩy x rồi chúng ta thay số vào thì chúng ta có được suy ra được là f phẩy tại 0 ấy. Lúc này chúng ta có được là nó sẽ bằng 3, thay vào ta thay được 3 lên 2 mà cộng với cả ta thay 0 vào đây thì chúng ta thấy là nó sẽ bị chỉ tiêu hết và chúng ta cộng với 0 bởi vì sin 0 bằng 0 nên chúng ta cộng với 0. Rồi chúng ta nhân với em bên ngoài thì chúng ta thấy là nó sẽ bằng em mũ 1 nhân với cả len của 2 và kết quả cuối cùng là bằng 6 len 2. Vậy từ đây ta có là khai triển Maurang của hàm số ta có khai triển Maurang đến cấp 1 hàm số fx với phần dư dạng piano có dạng là fx. Lúc này nó sẽ bằng là 2 mà cộng với cả 6 len 2 mà chia cho 1 giai thừa nhân x rồi cộng với cả ox. Và cuối cùng thì nó sẽ bằng là 2 cộng với cả 6 len 2 x và cộng với ox.